Rồi, xin chào anh em đam mê, lại là mình đây anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip bán phôi mai mời anh em vào sưu tầm ủng hộ nha. Hôm nay mình có một số phôi mini sinh viên, giá thì sinh viên năm nhất luôn. Anh em yêu thích dòng này thì nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh để bữa sau mình coi tiếp và mình chốt đơn nha anh em. Rồi, em thì chuyên bán phôi mai vàng bình thường, em lên vào lúc 20 giờ là 8 giờ tối hàng ngày. Em thì chuyên cái dòng mai vàng bình thường này luôn. Đấy, số phôi hôm nay nè, có những cây đã lên mầm rất là đẹp nha mọi người. Đấy, đây là vườn cây của bạn mình, Mr. Chiến. Đây là một số mai vàng bình thường trồng thuần và đã ghép nha mọi người. Ghép mai đủ thứ loại, giống mai rừng cũng có, giống mai nhà cũng có luôn. Đây có mấy phôi, ok nè. Cây này tàn zinh nè mọi người nè. Đấy, lá nhặt siêu quân bình thường. Rồi, em bán phôi em có số điện thoại bên trên, mã số cây, ngày tháng, giá tiền niêm yết luôn. Anh em thích mã số nào vào chốt đơn thôi anh em. Em bán bao ship toàn quốc nha. Mọi người chốt hàng thì vui lòng cọc em vài trăm ngàn luôn. Tại vì dạo gần này thì em bị bơm hàng rất là nhiều. Anh em hết sức thông cảm nha. Rồi, mình vào việc nha mọi người nha. Đây, phôi đầu tiên nè. Đó, ấy là em bán cây chứ không phải phôi đen đen từ việc sau kia nha. Bán em luôn cũng được. Rồi, mày giới thiệu gì cho anh em nghe cho mày. Hello, ra bữa bài cây cũng biết tên chứ anh em. Vừa khó vô chút nhiều xíu như năm. Có tiệm đi làm phôi tiếp anh em ơi. Sao kêu đi làm sắt? Nhôm sinh pha nha anh em, nào làm nhôm ở gần khu vực Tuy Phong này alo mình luôn. Đây, một phôi đầu tiên này rễ đế bao phê. Đấy, mai này gọi là mai sầm nha anh em. Cốt rất là lực. Trên đầu cây nó có mấy miếng lũa trên đầu cây. Cây nó có miếng lũa thép rất là chắc nha. Động nước và đã tóm lại. Đấy, vót ngọn luôn. Mời anh em xem thông số luôn. Quanh 51. Cao 46. Độ dài 42. Chốt anh em ơi. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chốt đơn anh em. Xin tiếp tục mọi người ơi, em xin giới thiệu mọi người một phôi nữa rễ đế tạm được nha mọi người. Chân dễ nè, tạm được, cây nó có miếng thiều lũ chỗ đây, da tóm lại trên đây đi xuống nè, vàng chi mịn. Chỗ này tách tách ra rất là đẹp nha mọi người nha, có một cái khe chi đẹp, hơi xoắn nhẹ một chút, lắc nhẹ nha mọi người. Quanh 27, mẫu gì vậy, cao 57, bộ dài 32, chốt anh em ơi. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha, chốt đơn mọi người. Mọi người, em xin giới thiệu mọi người một phôi nữa nè. Nhận đế rất là ok. Trời ơi, nhận đế nè, quá ok luôn. Cây lắc đó nè, lắc ra, bay ra. Cây có 1-2 miếng thiệu đầu đây nè. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Anh em xem thông số nha. Cây cũng lạ đấy. Quanh 19, cao 45, bây giờ là 60, độ dài 34, chúc anh em ơi. Rồi, mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Tiếp tục mọi người, em xin giới thiệu mọi người một phôi nữa. Cây chân dễ ok nha. Đấy, chân dễ bấm xuống nè mọi người ha. Chân dễ bấm xuống cho đây, chi rồi, mới dễ con nè. Đây có miếng lũa ở đây, cục làm này lại rất là ok nha. Đấy, mời anh em xem thông số cây này lạ đấy anh em, cái này nó quắn nè ha. Đấy, rồi mời anh em xem thông số nè. Đủ quá, có miếng lũa đẹp quá anh em ơi. Quanh 29, cao 58, độ dài 30, chốt anh em ơi. Rồi, mời anh em sưu tầm ủng hộ. Tiếp tục mọi người, em xin giới thiệu mọi người một phôi nữa, rễ đế ok. Đấy, cây liền là không tì vết nha mọi người. Chi đẹp, đế đẹp, hướng cây ok. Rồi, anh em xem thông số. Trời, ho nặng dữ rồi. Bệnh rồi anh em à. Quanh 31. Em bệnh rồi. Cao 51. Bán cây ế quá, bệnh rồi. Bầu dài 39, chốt em ơi. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Cây đẹp anh em. Cây này mà không chơi trời gì nữa. Sinh viên, chốt. Tiếp tục mọi người, em xin giới thiệu đến mọi người một phôi nữa nè. Cây dễ ok. Trời, dễ nó bấm xuống đó mọi người. Cây này có cái đặc biệt là đã lên mầm nha mọi người. Đấy, cây vàng chi mịn luôn. Mầm cây ế đầu rồi nha. Đang bắn từ lưa tá lá luôn. Cây khá ok.
Bung cái dàn chi bắt cầu lâm trời. Dàn đế chứ. Để bấm xuống quẩn. Rồi anh em xem thông số luôn. Mầm lên rất là đẹp. Quanh 30. Cao 65. Bầu dài 37 chưa anh em ơi. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Mọi người xin giới thiệu mọi người một phôi chân dễ khá ok nữa. Rễ đế ok nha, cây đã lên mầm rồi, lớn rồi nha anh em. Ổn định rồi, cây sạch không tì vết luôn. Ba chi nè, 1, 2, 3. Tính thêm mấy chi râm nữa. Rễ, rễ quá vững. Thôi bay ra. Rồi, thông số cho anh em xem chơi luôn ơi. Bay ra, bay luôn. Quanh 21. Cao 52. Bầu dài 27, chơi anh em ơi. Rồi, mời anh em sưu tầm. Mọi người em xin giới thiệu đến mọi người một phôi rất là đẹp nữa nha mọi người. Phôi này phôi tự nhiên luôn mà lên mầm lá rất là đẹp luôn. Nè, mầm lá nè. Rất là ok. Cây anh em coi nè. Một sang chủ. Chỗ này có dễ bấm xuống đây. Đấy. Mà ba cây lên. Một gốc đây lên ba thang mà ra đây bấm dễ luôn mọi người à. Mà bố cục rất là hợp lý luôn. Tuyệt vời. Quá đẹp một cục tình. Thông số ơi, chỗ đây nè. Hoành to quá khó đo nha. Cây này giống cây đinh ba có chưa vết giới rồi chồng. Cây đẹp ha. Hoành chú luôn anh em ơi, hoành 12. Cao, ngang, rộng. Cao 77. Tổng ngang dàn chi là 29. Tổng ngang dàn chi mày đo đâu đó, đây nè. Đúng với 29 hả, giá từ từ giờ. 50 với 29 vậy. Tổng ngang dàn chi 50. Cái tao hả mày? Bầu dài 35, chốt anh em ơi. Rồi mời anh em sưu tầm ủng hộ nha, cây đẹp á, chốt ơi. Mọi người em xin giới thiệu đến mọi người một phôi nữa. Lá da đồ ok hết rồi, dễ đế nè, vô phân luôn anh em ơi. Dễ đế ok nha anh em nha. Cây lắc nhẹ nè, mầm lên nè, ok không? Rồi, xanh thông số cái này luôn, mini để bàn luôn anh em. Giải phân giờ dính vô đây rồi anh em ạ. Quanh 22. Lỡ cho nó ăn luôn chứ sao. Cây mạnh. Cây vị bồ cao chỉ. 39. Da là 26. Bầu dài 27 cho anh em ơi. Dứt. Rồi mọi người em xin giới thiệu mọi người một cái rễ rất là đẹp tuyệt vời luôn. Rễ mai rừng Bình Thuận. Rễ này mà em chơi chơi dễ nào nữa. Anh em vào ngâm. Ngâm nước mà lên nước ướt đen đầu luôn ha. Giờ mình quay xong mình sẽ cắt bơ keo nha mọi người. Nãy rễ đế ok. Cây nghệ thuật tới đây co xuống. Cái chỏ rất là gắt. Quanh wow. Quanh 18. Cao 61. Tổng ngang dàn dễ 42. Chúc anh em ơi. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Quá đẹp tuyệt vời. Mọi người em xin giới thiệu mọi người một phôi nữa. Rễ đế ok. Cây một cốt da bồ chi rất là đẹp luôn. Rễ thì bao phê luôn. Cây sạch không tì vết. Dốt ngọn luôn mọi người à. Tới chỗ đây chi da bồ chi cực kỳ đẹp. Bầu thì bao chắc cho anh em. Cây này em có 1000 cây. Anh em thích mẫu này alo cho anh Hiền nha. Quanh 27. Cao 42. Bầu dài 29 chốt nha em ơi. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chốt luôn. Mọi người em xin giới thiệu mọi người một cây nữa. Rễ đế ok. Đấy, cây rất là tuyệt vời luôn. Rồi có mấy miếng xèo lũa trên đây nè. Đây miếng xèo lũa nữa. Bù dần chi bay bay rất là đẹp. Giống như đi đĩa anh em. Rễ đế thì bao. Rồi anh em xem thông số cây mini này. Quá đẹp anh em à. Thích chi này để còn thích thì tuyển bỏ luôn anh em. 27. Dễ cho này giăng chùm. Cao 29. Tổng giờ chi là 39. Bầu dài 31 chú anh em ơi. Rồi anh em sưu tầm ủng hộ. Cây khá đẹp nha, mặt nào cũng đẹp hết. Rồi anh em tiếp tục anh em xin giới thiệu đến anh em một phôi trực một cốt có bộ đế tạm được. Cây có miếng thèo lũ trên đây. Đấy, nhìn chi mịn luôn. Không có chi hồi đế luôn anh em à. Rồi anh em xem thông số nha. Quá đẹp tuyệt vời. Quanh 33. Cao 30. Tổng ngang dàn chi 30. Bầu dài 30 luôn anh em. Chúc anh em ơi. Rồi mọi người em xin giới thiệu mọi người một phôi nữa. Rễ đế ok nha mọi người nha. Đế đều quá luôn. Trực một cốt dốc ngọn. Cây này lát bôi keo kỹ lại nè. Cây sung ghê chú. Cắt ra nước không mọi người. Đó, dốc ngọn rất là đẹp. Mời anh em xem thông số cây này nha.
sạch không tì vết luôn anh em ạ. Đây cũng bao báo anh em ơi. 125. Cao 45. Bầu dài 27. Chốt anh em ơi. Mời anh em sưu tầm mẫu một cái này nha anh em. Chốt nha anh em. Chúc mọi người, em xin giới thiệu mọi người một phôi nữa. Cây rễ đế ba phê luôn nè. Rễ đế đều, cây liền lạc giót ngọn, chi đẹp. Cây có miếng lũ thép xíu chỗ đây nè. Đấy. Xíu xíu á. Nhìn chi nè, giót giật cấp quá đẹp, tuyệt vời, đế đẹp. Quanh. Cây này mà em chơi thì anh em còn chần chờ chứ nữa. Quanh 27. Mọi người ơi, vào lại mọi người ơi. Cao 51. Bầu dày 26, chốt anh em ơi. Cây đẹp quá anh em à. Cây này mình về vô bo lại ra cây thôi. Chúc mọi người, em xin giới thiệu mọi người một phôi nữa. Cây rễ đế ok. Rễ đế nè, bấm xuống. Cây dần chi quá đẹp, rất ngọn. Mà thằng chủ lắc rất là hợp lý nha. Hoành luôn. À bữa của A Chu tính xong rồi phải không chú? Hoành 26. Bữa tính xong đúng không? Cao 45. Bầu dài 29, chú anh em ơi. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Mọi người, em xin giới thiệu mọi người một phôi rễ đế tạm được nha. Đấy, cây trực một cốt cũng sạch không tì vết luôn, da bồ chi cũng đẹp luôn mọi người ơi. Lên đây da hai chi nè, tuyệt vời. 128. Cao 66. Bầu dài 30, chúc anh em ơi. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha mọi người. Rồi mọi người ơi, em xin giới thiệu mọi người một phôi rễ đế bao đẹp luôn. Rễ đế quá ok. Kê cái chân này lên tí nè. Cây mini mình dễ. Đế dưới. Cây anh chụp một cốt da bộ chi mình đế đẹp ha. Hợp lý quá anh em. Mời anh em xem thông số. Quá tuyệt vời luôn. Cây này mà không chơi chơi cái gì nữa anh em. 121. Cao 59. Bầu dài 27. Chơi anh em ơi. Anh em sưu tầm ủng hộ nha. Vào việc. Một cây cuối cùng của clip da bộ chi cực kỳ đẹp. Rễ đế tạm được. Đấy, chừng dễ nè. Cây liền lạc hết, sạch hết luôn mà da bộ chi mịn đẹp. Anh em xem thông số cây này nha, quá tê. Mời anh em. 132. Cao 44. Đóng ngay dàn chi 36. Bầu dày 27, chốt anh em ơi. Rồi mời anh em sưu tầm ủng hộ. Cây này cây cuối cùng clip rồi. Em cũng kết thúc clip tại đây luôn. Tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em tối 8 giờ ngày mai nha. Tạm biệt anh em. Tạm biệt anh em.